trắng trắng. Vậy mà coi như nếu như mà chị Hà mà biết được coi như cái sự việc mà anh đi xin việc mà lạc đường như thế này, khéo chị coi như là thương anh gấp 10 lần nữa đấy. Hay thôi vậy đi, hay thôi vậy đi anh Tuấn. Tối nay anh ra khách sạn ngủ với tụi em đi. Chắc bà đi theo luôn quá. Chắc bà đi theo. Sao bà biết được mà đi theo? Mình đừng về nè. đừng về nữa. À. Thôi. À, sao mà thôi? Ở gì vợ Sao chứ? ở tối nay mấy em ngủ trạm đi anh ở Mình vợ. thuận bà, mấy ngày mình cũng về xem. Mến chào quý bà con cô bác cũng như là quý vị khán giả thân mến. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với câu chuyện của nhóm anh em tụi em. Hiện tại tụi em đang có mặt ở khu vực chùa thứ năm ở Kiên Giang để là tìm kiếm anh Tuấn. Như cái câu chuyện hồi trưa mà nhóm anh em đăng tải thì quý vị khán giả đã nắm được rằng là không biết cái tình huống bên phía gia đình của anh Tuấn và chị Ngọc Hà như thế nào. À, nói chung là lúc này thì anh Tuấn bỏ đi theo lời chia sẻ của chị Ngọc Hà, và anh em tụi em cũng là rất lo lắng về cái chuyện mà anh Tuấn bỏ đi nơi chỗ mà đất khách quê người như thế này. Dạ. Không quen biết ai. Và nhóm anh em tụi em cũng muốn chia sẻ đến với quý cô chú anh chị là như thế này. Anh Tuấn về đây là cũng do coi như cái sự kết nối mà chị Hà đã gọi điện cho nhóm anh em tụi em là đưa anh Tuấn về cái khu vực Kiên Giang này. Và đến ngày hôm nay thì nhóm anh em cũng có quay lại để cập nhật cái thông tin của anh Tuấn, thì cũng với ngỡ ngàng ra là chị Hà nói là anh Tuấn đã bỏ nhà ra đi. Và hiện tại thì nhóm anh em tụi em cũng đang rất lo lắng, không biết là tình hình của anh Tuấn như thế nào đó. Và qua một cái khoảng thời gian tìm kiếm khá là lâu, mấy tiếng đồng hồ ở cái khu vực này rồi cả nhà, kiếm ở dưới chân cầu, kiếm ở những nơi mà anh Tuấn có thể đi và có thể là tá túc được, mà lúc này là chưa thấy. Và như trước mặt quý vị khán giả thấy thì hiện tại anh em đang là ngồi gọi là uống nước, uống cà phê để là nghỉ mệt xíu á cả nhà. Với mình cũng muốn là coi như lên cái kế hoạch tìm kiếm anh Tuấn. Nói đúng ra ví dụ như là nơi cái khu vực như trên Bình Phước á, thì anh Tuấn là cũng có quen biết người này người kia, thì mình có thể là hỏi thăm là biết được là có thể là anh nó đi hướng nào hướng nào. Còn khi anh Tuấn về đây á, là chưa có quen biết được ai á. Dạ. Nên là cũng rất khó để mà hỏi thăm. Mà anh Trung với lang thang Kiên Giang đi, nam lang thang Kiên Giang, em có thể là em có nghĩ là lý do làm sao mà anh Tuấn lại bỏ ra đi không? Thì có hồi trưa em có nghe một câu là giống như là chị Hà có nói là sợ anh Tuấn là nhậu. Thì có thể là trong theo ý kiến riêng của em nghĩ là bữa giờ có thể là giống như ghiền quá, thì có thể là bỏ đi để mà kiếm chỗ nào nó nhậu lén hay sao, hay là một buổi chiều hay là một ngày đó rồi quay về. Thì em có nghĩ có khả năng như vậy. Rồi Linh, bạn Linh, bạn nghĩ như thế nào về cái việc anh Tuấn bỏ đi hả Linh? Theo Hoàng Linh thì chắc có lẽ anh Tuấn ở trong nhà cũng như là mà lâu quá không hoạt động đó, thì nó ngứa ngáy tay chân, tại anh Tuấn là cái chân làm mà. Chắc có lẽ là Linh nghĩ là anh Tuấn có thể là đi kiếm một cái việc gì đó làm. Tại vì mới hồi sáng đây Linh mới đến quay cập nhật cái cuộc sống của anh Tuấn cho quý bà con mình xem mà. Thì Linh mới hay là Linh chạy qua đây nè. Và thưa quý vị khán giả, chắc chắn một điều để có một cái câu trả lời hoàn hảo nhất cho cái việc anh Tuấn bỏ nhà ra đi, hay gọi là bỏ chị Ngọc Hà ra đi như thế nào, thì nhóm anh em sẽ là hết sức cố gắng để là tìm anh Tuấn, để là có thể là tâm sự nói chuyện được với anh Tuấn. Đúng coi rồi. Cái sự việc như thế nào anh Trung ha. Đúng rồi, thì nói chung là giờ là mình cũng chỉ có là đoán già đoán non thôi. Dạ. Chứ chưa biết được là cái sự việc là như thế nào cả mà anh Tuấn ra đi cả. Vâng ạ. Như thế này nè, làm cái cách nào đó để mà hỏi thăm, đúng rồi. Hỏi thăm coi như có biết là anh Tuấn ở không. Vâng, thì
cái quá trình tìm kiếm của mình cũng có hỏi nhiều nơi rồi. Bây giờ cũng biết làm sao, chỉ mong cho là đủ duyên để gặp lại anh Tứng một lần để có một cái câu trả lời trước cộng đồng. Chứ anh ấy mà lẳng lặng bỏ đi như vậy cũng không tốt anh Trung ha. Đúng rồi, vì khi mà xuống đây á thì nói chung là tất cả cô bác cũng đang rất quan tâm đến cái cuộc sống hiện tại của anh Tuấn với chị Hà, xem là hai người có hạnh phúc hay không, có coi như là được bền lâu hay không. Câu chuyện của anh Tuấn á thì mình phải cố gắng để làm sao mà tìm được anh Tuấn nha. Thì cái lúc đó là coi như mình mới có cái câu trả lời. Thứ nhất là với ông bà cô bác đang theo dõi câu chuyện của anh Tuấn với chị Hà. Đúng không? Vâng, em cũng đi. Ôi anh Tuấn. Ê, như anh Tuấn kìa. Đúng anh Tuấn không? Anh Tuấn ơi. Mặt ông rừng xịt nè cả nhà. Rất là kẹo, có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị. Anh Tuấn đi đâu? Trời ơi. Quá sao mà đi lang bang anh Tuấn? Nói chung ở nhà buồn quá, xin công việc làm. À thôi đi vô cái góc này đi, anh em tâm sự với nhau xíu đi. Anh chia sẻ là anh đi xin việc hả? Xin việc nhưng mà quá. Wow. À, ngồi đây đi anh Tuấn ha. Trời, anh nhóm anh em tụi em lo quá trời quá đất luôn. Hồi sáng giờ, luôn á. Đi quá trời lâu luôn. Đây ngồi đây cho bọn em hỏi chút xíu. Chung ở nhà buồn quá xin việc làm nhưng mà đi cái xa quá không biết đường về nữa. Là tình huống này là anh đi lạc hay sao? Đi xin việc làm nhưng mà xa quá, lạc đường không biết đường về. À, rồi anh đi xin việc làm từ hồi nào? Sáng sớm, lúc vợ anh chưa còn ngủ mà. Trời. À. Ở nhà bà đâu cho đi đâu, kêu từ bà kiếm việc nhưng mà ở nhà tù túng quá, chịu không được. À. Mình đi tay chân anh ở không được. À, rồi... sao mà cái buổi sáng anh đi xin việc thì anh lại không nói với chị Hà để là chị dãy đành đạch tới nhà. Chung là bảo đâu cho đi đâu, trốn mình đi đấy coi có việc hay không. Mà đi là khủng, không mang bọc điện thoại đồ đi rồi, coi như anh lại dục điện thoại ở nhà vậy nữa. Điện thoại đồng hồ ở nhà trơn. Trời, sáng giờ đi rồi có hỏi người ta đừng về không mà sao lạc vậy? Sáng giờ cũng lo đi mà hỏi thăm tay chỗ nào cũng thấy sông thấy cầu hết, không biết đường nào đi qua đường nào đi lại. Đường nó giống nhau quá hả? Giống nhau, bên nào cũng sông bên nào cũng cầu hết trơn. Trời ơi, ở đây dưới quê mà đâu giống như Sài Gòn đâu. Rồi bởi vậy. Rồi từ sáng giờ anh Tuấn đi xin việc làm thì có công việc chưa? Chưa, nó thấy lạ, không ai nhận hết trơn. Làm chị Hà lại nói là coi như hình như là coi như anh là nghiện rượu hay sao coi như bỏ đi. Thì anh hứa vợ anh rồi, nó bỏ rượu anh không uống là không uống mà. Vậy là từ bữa mà về với chị Hà đã bữa nào uống rượu chưa? Chưa, đã nói bỏ hẳn với mấy em là anh bỏ hẳn mà. Trời, mà coi như bà hay là coi như anh nghiện rượu rồi anh bỏ đi, anh thèm rượu anh bỏ đi làm bọn em lo quá trời quá đất luôn. Đi anh đầy tiền bạc đâu có cầm đâu mà. À. Đi không vậy á. À, chị Hà nói là đi không đem theo điện thoại rồi đồ đạc thì còn y hết. Đi có bộ đồ đi mà đâu mang tiền đâu, điện bạc đồng hồ cũng bỏ nhà luôn á. Dạ. Chủ yếu mình đi kiếm công việc làm á, nhưng mà đi hỏi đường, nhưng mà người ta chỉ đi cũng đi đường này mà anh qua thấy chỗ nào cũng xong, mình qua bên kia mình đi lát hỏi đi qua ngược lại mình cũng thấy. Vì sao bên nào cũng giống bên nào, không biết bên nào là nhà. Vậy là nói chung cái tình huống lúc này là anh đi lạc chứ không phải là anh bỏ nhà đi. Đúng rồi, chủ yếu đi lạc, mình đi kiếm việc làm nhưng mà về không biết đường về. Đi hơi bị xa quá trời luôn. Rồi từ sáng giờ anh kiếm những cái công việc ở những cái nơi nào? Nói chung chỗ nào thấy làm hồ hay là cái gì đó mình cũng vô xin hết mà người ta không nhận. Chưa nhận, người ta chưa nhận. Thấy mình thứ nhất, thứ nhì thấy mình lạ.
không phải dân địa phương đây á, người ta không biết mình như nào, người ta không nhận. Bây giờ xin việc nó cũng rất khó, chứ đâu phải dễ xin việc đâu. Rồi mấy ngày hôm nay ở nhà của chị Ngọc Hà đó thì mình làm cái công việc gì anh Tứ? Thì cũng cho heo ăn, rồi làm ba cái cỏ, rồi lật giặt cái nhà, không có làm gì đâu. Nói chung ở nhà vợ anh thì ba cũng lo chu đáo lắm. Ba nói ông gấp gáp gì, từ từ tôi hỏi việc cho, nhưng mà mình đằng tay anh thì ngứa ngáy không ở không cũng được. Chứ mình không có tiền bạc nữa, lo kiếm tiền rồi cũng ông cũng có tiền túi nữa. Làm ra. Rồi cái cuộc sống ở nhà mấy ngày hôm nay thì nói chung ăn uống rồi sinh hoạt rồi bả lo hết trơn. Nói chung là không thiếu gì á. Có thiếu gì không? Không, có thiếu một cái à. Thiếu gì trời? Thiếu gì anh nói rõ ràng ra chứ em có biết gì đâu mà anh cười. Nói chung là bả chưa cho ngủ chung thôi. Mà rồi chừng nào bả nói chừng nào có đám cưới hay này ra mâm hay mâm ra mắt rồi bả mới cho ngủ. Chưa cho đông phòng. Thì cái đó thì cũng bình thường thôi. Nói chung là cái đó thì anh cũng đừng có buồn, vì người ta phụ nữ mà. Người ta cũng phải có cái gì đó danh chính môn thuận. Đúng rồi. Nhưng mà thương phải chịu thôi. Bởi vậy mới sáng sớm tức tốc, chịu không nổi tức tốc đi là đi kiếm việc. Tiền. Vậy là thằng nhỏ kêu đi kiếm việc, kêu thằng lớn. Hai thằng luôn. Hay là coi như như cái bữa trước anh em mình có chia sẻ, chị Hà nói là cũng muốn là coi như có một cái món quà cưới. Nghe chưa? Là kiểu là anh ấy chắc là đi xin việc để mua quà cưới á, để mà đông phòng sớm. Vậy có phải không vậy? Đúng rồi. Vậy thì theo anh Trung là cái này là như em nói mới nãy là thằng nhỏ kêu thằng lớn kêu anh Trung hả? Nói chung là thằng nhỏ bảo thằng lớn đi. thằng nhỏ thúc thằng lớn là mày mà đi coi như kiếm cái món quà cưới về. Rồi tình hình cũng khá căng thẳng này. Vậy anh em mình tâm sự nhỏ chút xíu anh Tân. Từ bữa mà về với chị Ngọc Hà là coi như thằng nhỏ nó có xúi giục anh Tân không? Xúi giục nhưng mà mình phải đâu có cho đâu. Không cho luôn đó. Vậy là phải kìm nén nè, thằng lớn phải kìm nén nè. Phải kìm nén rồi. Ủa vậy là treo cắm heo hả? Ý nói là bữa là úp măng. Cắm heo mà để cho heo nhịn đói à. Cắm treo mà để cho heo nhịn đói đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái tình huống này. Còn nói chung là cùng tôi cho anh Tấn thiệt. Mình nói gì nói cùng tôi. Rồi bây giờ cái tình huống của anh là anh kiếm chưa được việc thì anh tính sao anh Tấn? Thì cũng cố gắng đi kiếm thôi. Rồi anh lạc đường nữa. Nhưng mà bây giờ trước hết kiếm đường về nhà cái đã. Rồi từ sáng giờ anh có kiếm đường về nhà chưa? Thì mới đi vòng vòng mới tới đây rồi. Cũng chưa biết đường về. Ủa anh mới lại hình như anh đang đi ngược đường mà. Cái đường về nhà phía bên kia mà bây giờ anh đi qua hướng bên này. Thì anh đi vòng rồi kiếm việc làm á. Vừa kiếm việc làm giờ chiều rồi cũng kiếm đường về nữa. Vậy nói chung là cũng có cái duyên á, thì anh em mình mới tiếp tục gặp nhau lần thứ hai như thế này. Không sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Ồ trời. Sáng giờ chưa ăn gì luôn. Rồi sáng giờ đâu tiền bạc đâu đem theo đâu. Trời ơi. Rồi sao? Thì nhìn đói rồi. Sao em thấy có cái chùa gần đây không vô xin ăn cơm chùa được. Có ăn cơm chùa chưa? Có nhưng mà hồi đó giờ chỗ tâm linh chỗ chùa chiền đồ rồi anh không giờ vô mà quấy rầy. Rồi em hiểu rồi. Bây giờ cái tình huống là anh đi xin việc mà xin việc không được. Đúng rồi. Bây giờ anh đang tìm đường về nhà. Đúng rồi. Mà bây giờ cái tình huống ở nhà nó lại khác cái tình huống lúc này của anh nè. Đó đúng á. Quan trọng là cái tình huống mà giờ anh về nhà. Giờ có hỏi thì mình cũng trước hết mình cũng xin lỗi vợ trước đi. Mà mình đâu có lỗi gì đâu anh Tấn hả? Kệ để vợ mình trông mong. Rồi á. Thì anh không trả lời mình đi xin việc làm gì á mà không biết không nhớ đường về. Cái này là chuyện của anh nha, tụi em không có giải thích giúp đâu đó. Ha. Nhưng sáng, mà vậy đi. Hồi sáng bọn em cũng có tới đó rồi mà thấy chị là coi như cũng rất buồn
Mà hình như là cũng có một cái sự bức xúc nào nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Nên là lần này anh về là bọn em cũng không bảo đảm được cái sự an toàn cho anh đâu. Bây giờ vậy đi, chị Ngọc Hà ở nhà đó. Này anh em nói nhỏ thôi nha, không nói ai nghe nha. Chị Ngọc Hà đang tính á là anh bỏ bà đi rồi. Bà ở nhà bà rất là buồn, hiểu không? Bây giờ á, anh về không phải với cái tư cách là anh đi xin việc mà anh lạc đường, mà anh về với cái tư cách là kiểu như dạng là người ta đang chờ đợi mong ngóng mình, mà mình về như là một cái ơn lành vậy, như một tia sáng vậy, không? Thì á, mình thừa thắng mình xông lên, tối nay mình giải quyết luôn. Biết bà cho không hay là bà tán cho bạc tay đó cái anh đó. Sáng giờ anh đi ở nhà cũng yếu mềm dữ lắm rồi đó, mà thừa thắng là mình xông lên luôn là em nghĩ là được đó. Cái chuyện đó 50-50. Không, nhưng mà em khuyên anh tốt nhất là coi như chớ, cái thân mình nhỏ bé quá anh Tuấn à. Đúng rồi. Ồ, không may mà coi như bà nó coi như vù cho một phát rồi coi như. Lấy thịt được đèn người cũng chết. Nên là cứ từ từ. Đúng rồi. Nghe nha. Còn đang sợ đây nè. Bọn em đang sợ là cái khi anh về nè, bà ấy có tin là anh đi xin việc hay không đây nè. Biết là cái điều quan trọng đây nè. Thì cái đó về mình giải thích với vợ anh sao. Kêu vợ ngọt ngào quá. Vì là cũng nói chung á, là chị Hà cũng có nói là hay là coi như từ cái ngày mà anh Tuấn về đến bây giờ là kiểu là chưa cho anh Tuấn ngủ hay là coi như ông đi. Đúng rồi. Đó là không có, chỉ có nói vậy anh Tuấn. Đó, hay nói như anh em lúc nãy đó, là coi như em nói vậy thôi. Thừa thắng xông lên luôn. Tối nay cho thằng nhỏ nó hoạt động luôn. Mà bây giờ anh nói 50-50 thì cũng có phần thắng phần thua mà. Thắng thì mình được tất cả, thua mình có mất gì đâu. Gà mất thua gà ngủ với chuồng heo tiếp à. Sao thua gà chuồng heo ngủ tiếp à. Vậy tính ra anh ngủ chuồng heo mấy ngày rồi? Nói chung là vừa heo con mới lớn lên thì cũng canh nó mấy ngày rồi. Heo con á thì lần đầu tiên là về ba nó mới đẻ ngày đó đấy, giờ anh mệt mỏi quá thôi em ngủ đi là anh canh cho. Chứ nó nhỏ heo nó đâu có biết mà chỗ nào đâu biết, nó đói nó ăn rồi tức trắng nữa. Vậy mà coi như nếu như mà chị Hà mà biết được coi như cái sự việc mà anh đi xin việc mà lạc đường như thế này, khéo chị coi như là thương anh gấp 10 lần nữa đấy. Hay thôi vậy đi anh Tuấn. Tối nay anh ra khách sạn ngủ với tụi em đi. Chắc bà đi theo luôn quá. Chắc bà đi theo. Sao bà biết được mà đi theo? Mình đừng về nè. Mình đừng về nữa. Thôi. À. Sao mà thôi? Ở gì vợ à? Sao chứ? Ở tối nay mấy em ngủ chạm đi anh ở vợ. Mình thử bà, mấy ngày mình cũng về xem. Mấy con sợ vợ anh buồn. À, nhưng mà bây giờ anh đâu có biết đường về đâu, tụi em cũng đâu có chỉ. Bây giờ một là anh ra khách sạn ngủ với tụi em, hai tự anh kiếm đường đó nha, tự bơi đó nha. Thì chấp nhận thôi. Vậy là không đi với tụi em? Không. À, có vợ rồi khác xưa. Sao mấy lần trước cái như rủ đi đâu cũng đi ta? Mấy lần trước rủ đi cái như tôi bỏ mặc các em luôn, các em đi đâu các em đi, anh về thôi. Mấy lần trước thì chưa có vợ. Bây giờ có rồi. Phải về ngủ với vợ mới được đúng không? Mà bà có cho ngủ cùng đâu. Bởi vậy mới chết chứ phải như bà cho ngủ cùng thì không nói. Về đó thì canh heo đẻ. Ngủ vậy chứ. Cái gì cũng thôi từ từ chứ. Em nghe câu người ta nói hả? Ăn cơm vua thua ăn cơm với vợ à? Đúng không? Quá hay quá anh Tuấn ơi. Bây giờ á sao? Giờ không lẽ tôi nói với cộng đồng á, cho cứu cho anh Tuấn một chén nữa để cho anh Tuấn tối ngủ. Mà cứu sao? Quan trọng là cứu sao nè. Nói chung là cũng nhiều người muốn cứu anh Tuấn lắm, nhưng mà cứu bằng cái cách nào nè.
Ông ở đây công nhận mình lạ, không ai nhận hết trơn á. À, chưa đó, từ từ mình cứ ở đây. Nói chung là cái công việc thì mình cứ từ từ, khi nào mà mình quen với cái môi trường. Như người ta, dân hàng xóm này người ta đâu biết mình là ai. Thì anh mới mà. Đúng rồi. Ta quan trọng là cái giải quyết coi như cái chuyện của anh trước cái này cho nó xong chuyện như cái này này. Thì chưa gì cứ lo cái công việc làm gì. Không, nói chung là mình cũng phải lo cái công việc. Thì không có công việc thì biết nào mới có tiền mà vô vô động phòng được. Có phải làm được cái mâm chưa? Có công việc mới có tiền để mà mới lấy được cái máng heo chứ. Giờ em hỏi thiệt anh ơi. Giờ ví dụ như mà có một cái người nào đó tài trợ cho anh ví dụ như là một mâm, hai mâm. Cái đó là anh quá quan ngại, mình quá cảm ơn luôn. Cái đó là anh quá rất là cảm ơn và quá thì chúc đàn không bao giờ quên. Mà cái mục đích họ tài trợ cho anh đó với cái mục đích của anh là nó lại khác nhau. Cái mục đích của người họ muốn tạo cho anh một cái bữa tiệc ra mắt để là danh chính ngôn thuận, danh chính ngôn thuận để gọi là có vợ đường đường điều hòa. Còn cái mục đích của anh là cái mục đích thằng nhỏ báo thằng lớn mà. Cái mục đích mà coi như thằng nhỏ sang lớn coi như nói chung là giờ nó mới vậy thôi chứ ít bữa rồi coi như tự nhiên là thằng nhỏ ông đi tìm mà không cản được nó đâu. Bây giờ như thế này vậy ha, bây giờ tối nay anh đi ra khách sạn ngủ với tụi em đi. Ở một đêm thôi anh em mình hoàn hàng nguyên tâm sự với nhau chứ. Vì vậy này, giờ tối nay anh đừng về nữa, ra khách sạn ngủ với bọn em coi như gom lại làm cho anh hai mâm không để cho thằng nhỏ có việc làm. Thôi lại vậy để từ từ anh kiếm việc làm. Vậy là nhất quyết đi này phải về. Trời, bởi vì tao nói sức mạnh của tình yêu. Đúng rồi. Nếu mà anh biết đường về thì chở anh về giùm. Có nên không? Thôi vậy thôi, Tấn ơi, anh ân tình anh em mình. Từ anh về đi, coi như anh em mình đi đường anh em mình thôi. Đúng không? Giờ coi như bảo ngủ với anh em đêm rồi coi như mai về coi như không chịu. Rồi. Giờ tự anh về. Lâu ngày anh em mình gặp nhau thì anh cũng phải là hàng nguyên tâm sự với hay là ngồi chung muốn đi trà hút thuốc với tụi em chứ sao kỳ vậy? Luôn là phải về. Để chở anh về đi bữa khác anh em gặp. Thôi thua. Bởi vậy. Thua. Bởi vậy giờ thua rồi. Rồi sao giờ anh em tính sao? Thì bây giờ đường ai nấy về, đường anh cứ về đi, tụi em đường em tụi em về. Mà hẹn gặp nhau ở nhà anh đi. thử coi có biến cố gì không? Dạ. Nhà của người yêu là nhà của anh Tấn. Nhà của người yêu. Dạ. Có gì cháu là hai tôi xuống tôi tiếp cho. Thì tôi cũng thoát con đó. Thôi giờ thôi nói vậy thôi, mình cũng kết thúc đoạn video từ anh chọc anh Tấn nữa vì anh cũng đang khá là bối rối. Dạ thì giờ thôi bỏ mặc anh luôn đi. Và vâng, thưa quý vị khán giả, tụi em sẽ kết thúc đoạn video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở cái tập tiếp theo của câu chuyện là anh Tấn đi lạc về nhà và cái kết sẽ như thế nào. Em tới đó em cũng coi cái kết của anh như thế nào nha anh Tấn ha. Chắc hẳn là quý ông bà cô bác cũng đang rất trông mong về cái đoạn mà coi như anh Tấn về nhà. Đưa cái đầu vô trước anh, cái tích vô trước. Vâng, và thưa quý vị khán giả, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những cái đoạn video tiếp theo ạ. Mặt ông rừng xịt này cả nha. Rất là kẹo, có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị.